nhân nào thì quả nấy. Rất là thiết thực, cụ thể. Cho nên chỉ có những người không chịu hiểu mới cho rằng không có nhân quả. Từ hạt cây đu đủ cho quả đu đủ, cũng từ một hạt cây đu đủ cho nhiều quả đu đủ. Nhưng một quả đu đủ có nhiều hạt. Như vậy các bạn thấy nhân quả chưa? Một nhân không phải chỉ cho có một quả, mà phải cho nhiều quả. Nhưng một quả không thể có một nhân, mà phải có nhiều nhân. Có đúng như vậy không các bạn? Và còn xác định duyên sinh khởi trùng trùng của nhân quả. Cho nên, một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều nhân. Lấy nhân quả thảo mộc để chứng minh cho nhân quả của con người. Lấy nhân quả thảo mộc làm một bằng chứng cụ thể để các bạn không còn có một lý do gì mà bảo rằng không có nhân quả. Kính thưa các bạn, con người cũng chỉ là một loài sinh vật sống trên hành tinh này như bao nhiêu loài khác, nên đều chịu chung số phận của quy luật nhân quả. Và trên hành tinh này cũng không có một loài vật nào thoát ra khỏi quy luật này. Trên hành tinh này, mọi vật gồm có, từ cây cỏ, thảo mộc, cho đến những loài động vật, đều có một sự sống bình đẳng như nhau. Có một sự sống bình đẳng như nhau thì phải theo quy luật nhân quả điều hành. Nhưng loài động vật trong đó có loài người vì vô minh, không hiểu biết, chạy theo lòng ham muốn, tạo nhiều điều ác độc, nên tự làm mất đi sự sống bình đẳng. Vì thế mới có kẻ sang người hèn, mới có kẻ giàu người nghèo, vân vân. Và do đó mới có duyên sinh hợp của nhân quả vạn trạng thiên hình. Và cũng vì vậy mà duyên tan hoại cũng thiên hình vạn trạng. Vì thế vạn vật sinh diệt liên tục, trùng trùng điệp điệp theo nhân ác. Còn ngược lại, theo nhân thiện vô lậu thì sinh diệt chấm dứt. Nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo mộc, cũng cụ thể, rõ ràng, xác thực. Nó trừu tượng nhưng không mơ hồ, ảo tưởng, không thiếu chứng thực, không thiếu khoa học. Nhân của con người là hành động thân, khẩu, ý. Hành động thân, khẩu, ý là nguyên nhân để sinh ra mọi điều thiện, ác. Quả của con người là kết quả, là thọ chịu, là nhận lấy những cảm nhận vui buồn, khổ đau, phiền não, bệnh tật, tai nạn, tật nguyền, vân vân. Như trên đã nói, nhân quả của con người không khác gì nhân quả của loài thảo mộc. Vì con người là một sinh vật sống như các loài sinh vật khác trên hành tinh này, nên đều bị chi phối theo luật nhân quả như nhau. Một nhân có nhiều quả, một quả có nhiều nhân. Cho nên, một hành động ác thì phải chịu nhiều quả khổ. Những quả khổ ấy diễn biến theo các thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ví dụ, các bạn mắng chửi một người nào đó, thì trong quá khứ các bạn đã tức giận hay thù oán người đó. Vì có tức giận hay thù oán, các bạn mới chửi mắng người khác được. Tức giận là quả quá khứ, nhưng đang chửi người là nhân hiện tại. Khi người bị các bạn chửi mắng, lấy cây đánh các bạn bị đánh đó là quả vị lai. Vì vậy, nhân quả luôn luôn có mặt trong ba thời, quá khứ, vị lai và hiện tại. Nó tiếp diễn trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên sanh và trùng trùng duyên diệt. Đó là một nhân có nhiều quả và một quả có nhiều nhân. Vì thế, lý nhân quả duyên khởi, duyên sanh, duyên diệt rất cụ thể, rõ ràng, mà không ai dám phủ nhận rằng không có nhân quả. Chỉ trừ những người sống ảo tưởng thần thánh quá, một đấng siêu hình tối cao,
có vạn năng sinh ra vạn vật, thì mới không chấp nhận nhân quả. Bởi vì chấp nhận nhân quả thì làm sao có đấng tối cao ấy được, phải không các bạn? Nhân quả còn là một đạo luật rất công bằng, công lý trong môi trường sống trên hành tinh này. Như trên đã nói, trên thế gian này không có một tòa án nào xử phạt công bằng, công lý hơn được. Vì đạo luật nhân quả xử phạt theo thiện ác của mọi người, mọi loài sống trên hành tinh này. Một hành động ác là một nhân, nhưng một nhân không thể có một quả. Các bạn nên xem xét lại nhân quả thảo mộc thì sẽ rõ. Một hạt đu đủ lên thành cây, khi cây cho trái, không thể cho một trái mà cho nhiều trái, phải không các bạn? Một người ăn cắp, khi bị bắt, người ta không đánh một bạt tai mà đánh nhiều bạt tai và còn bị nhiều đấm đá khác nữa. Đó là một nhân mà có nhiều quả. Một quả mà có nhiều nhân như trái đu đủ. Các bạn có lưu ý quả đu đủ chưa? Trong quả đu đủ có nhiều hạt đấy các bạn ạ. Xét nhân quả thảo mộc và con người thì không khác nhau. Vì nhân quả là một định luật chung cho vạn vật trên hành tinh này, nên một nhân ăn cắp mà phải nhận lãnh nhiều quả bị đánh đập không sao kể xiết, và mỗi hành động bị đánh đập liền phóng xuất ra những từ trường ác ấy. Do những từ trường ác này tương ưng những ai có tâm trộm cắp như vậy, thì hợp duyên làm con của những người này. Mỗi hành động bị đánh đập là một nhân. Một nhân sẽ thành một con người gian tham trộm cắp. Xét theo luật nhân quả, thì một người làm ác khi chết không phải sinh ra một người ác, mà sinh ra nhiều người ác. Một hành động giết hại và ăn thịt chúng sanh, tức là một nhân ác. Một nhân ác thì phải trả nhiều quả khổ. Vì thế, quả giết hại và ăn thịt chúng sanh thì phải nhận lấy quả khổ đau bệnh tật, nhiều thứ bệnh tật, chứ không phải một thứ bệnh tật, và còn tai nạn nữa. Không phải một tai nạn, mà nhiều tai nạn không thể tính hết được. Trong những quả khổ đau ấy, lại có những nhân từ trường nghiệp ác để tiếp tục tái sanh ra những loài vật đã bị giết hại và ăn thịt. Cho nên, một người ăn thịt gà là nhân, nhưng nhân ăn thịt gà này không phải sinh làm một con gà, mà sinh ra nhiều con gà. Cũng như ăn cá tôm thì phải sinh làm cá tôm, nhưng không phải một con cá tôm, mà nhiều con cá tôm. Giết hại và ăn thịt chúng sanh bao nhiêu thì phải sinh ra bấy nhiêu, và còn nhiều hơn nữa. Vì thế, trại nuôi gia súc và ao hồ nuôi cá tôm phát triển càng nhiều để đáp ứng nhu cầu ăn uống dục lạc của con người, thì nghiệp ác của họ càng cao. Nghiệp ác của họ càng cao thì sự sinh khởi diệt nghiệp quả ác báo này lại càng cao hơn. Nhưng nghiệp quả ác báo này không thể dừng lại đây, vì nhân quả ác ngút trời của loài động vật, nhất là loài người. Vì thế, từ trường ác thải ra ngút trời, làm nhân quả thời tiết vũ trụ chuyển động thành thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần, động đất, bão tố, chiến tranh, khủng bố, các loại bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm, chim muôn, heo, dê, bò, ngựa, vân vân. Cho nên, dịch cúm gia cầm chỉ là một hiện tượng nhân quả duyên tan hoại của nhiều hiện tượng nhân quả duyên tan hoại đang xảy ra trên hành tinh này. Nếu con người không biết chấm dứt những hành động cực ác, giết hại và ăn thịt chúng sanh, không có một chút lòng yêu thương, thì thế gian này còn nhiều khổ đau nữa.